ở cái chỉnh lưu iốt đúng không, chỉnh lưu iốt cầu một pha đúng nhỉ, thì chúng ta thấy là nó ở đây tôi ký là UD0 đúng nhỉ, căn 2 của 2 chia cho pi và bằng UD0 nhân 1 cos alpha chia cho 2, ID bằng gì, căn 2 của 2 PR nhân với 1 cos alpha đúng nhỉ. Điện áp hiệu dụng chúng ta cũng áp dụng cái công thức tổng quát của nó, chúng ta suy ra là giá trị của nó như thế này. Công suất tác dụng, công suất biểu khiển thì chúng ta tính toán rất là đơn giản thôi. I bình R, đó là I ở đây là IRMS. Công suất biểu khiển bằng U2 IRMS bằng như thế này. Và hệ số công suất PCS đúng nhỉ? Và tôi yêu cầu là các em làm cái ví dụ hai này và các em so sánh cái ví dụ hai với cái ví dụ một nha, so sánh ví dụ hai với ví dụ một. À, chúng ta đọc và chúng ta làm cái ví dụ hai này.
lưu ý những cái bài này rất quan trọng cho các em phải chú ý làm. Năm ngoái tôi cho chúng ta mấy cái bài này mà các bạn hầu như là không làm được về cái chỉnh lưu một pha của chu kỳ này. Đây, các em phải đọc kỹ, bây giờ tôi cho chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ, chỉnh lưu hình cầu hoặc là chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ, chúng ta phải biết là chúng ta ở cái mạch điện nào đã, hay chỉnh lưu một pha hình tia chúng ta ở mạch điện nào đã, chúng ta phải đọc xem là chúng ta ở tại nào, tại R, tại RN hay tại RE, lúc đó chúng ta mới xác định được bài chúng ta phải mở đến cái vị trí nào, đúng nhỉ? Và chúng ta xác định, chúng ta dùng cái công thức ở phần đó chúng ta làm, đang chỉnh lưu hình cầu ống nhảy sang chỉnh lưu một pha hình tia, đang tải RE ống vác tải R và ống chép, xong ra tưởng làm được cuối cùng có làm được đâu. Nên chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải xác định là chúng ta ở mặt chỉnh lưu nào, thứ hai chúng ta đang ở tải nào nhá, tải R hay tải RE hay tải RN hay tải RE để chúng ta mở một cái chính xác. Đây là tôi phải dạy các ông cách mở, mà tôi dạy các ông để các ông tư duy mà các ông đi làm cũng thế thôi. Tôi bây giờ bảo tôi nhớ hết công thức tôi không nhớ được, làm sao tôi nhớ được? Các em đến cái mạch nào chúng ta mở tài liệu ra, chúng ta tra, chúng ta chỉ hiểu thôi, nhưng mà công thức là chúng ta phải đi tra một cách chính xác, kỹ thuật là như thế, cho nên nó cần tài liệu tham khảo, tài liệu tra cứu là như thế, chứ làm sao mà ai mà muốn nhớ hết được bằng ý công thức được, hiểu không? Đi thi kỹ thuật người ta cho mở vở, tôi cũng cho mở vở, tất cả các thầy cô đều phải cho mở vở hết, tại vì công thức nó rất là nhiều, lượng kiến thức nó khổng lồ đồ sộ, thế làm sao mà các em nhớ được? Nhưng mà các em phải biết cách để tra cứu và biết cách để mà mở, khi nào chúng ta ra ngoài chúng ta cần đến nó thì chúng ta mở đúng cái chỗ vị trí đó để chúng ta tra cứu tài liệu. Đấy, đây học nó như thế thôi, chứ không phải là học thuộc lòng như thế, học thuộc lòng rồi nhớ công thức từng cái một như hồi cấp 3 đi thi trắc nghiệm, cái kiểu là học theo cái kiểu là mẹo đố mẹo như thế không có thể. Ở đại học là rất là rõ ràng và chúng ta phải hiểu bản chất, và chúng ta mở đúng và chúng ta hiểu đúng thì chúng ta sẽ làm được. Chúng ta không đố mẹo, không chơi cái kiểu là đố mẹo, đố những cái thứ mà chúng ta không biết, kiến thức nó rất là rõ ràng. Thậm chí tôi nghĩ rằng học đại học còn dễ hơn học cấp 3. Cấp 3 còn mẹo, còn thế nọ thế kia, đầy chả có cái mẹo gì. Các ông cứ học đúng kiến thức, hiểu đúng kiến thức và đi làm mở đúng kiến thức như thế là công thức các ông qua được. Nhớ là đọc kỹ cái bài này và các em so sánh với ví dụ một, các em vừa làm được chỉnh lưu iốt một pha hai nửa chu kỳ kìa, và em so sánh xem hai cái này có giống mà khác nhau ở điểm nào, đúng chưa? Giống mà khác nhau ở điểm nào, công thức nó khác nhau ở điểm nào, đúng nhỉ? Để chúng ta có cái nhận thức về hai cái mạch ấy.
Em có thắc mắc gì về cái lời giải không nhỉ? Mọi người, có ai bấm máy tính không đấy? Có thắc mắc gì về lời giải không? Cái phần này tôi sẽ cho một bạn nữa cũng làm. Chỉnh view thi to. Rồi hai bạn làm cái bài đi ô thị. Đó. Đây là phân ra bạn quân gì đây không biết. Rồi, chúng ta đã kết thúc được cái phần chỉnh lưu tải một file được chu kỳ tải phần chở ER rồi. Và tiếp tục của chúng ta sang cái tải ERN. Thì cái tải ERN ở đây là lưu ý rằng là đối với cái chỉnh lưu diode thì nó khác với cái chỉnh lưu chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ cầu này. Nó khác với chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ, nó sẽ không có góc tắt dòng. Tại sao vậy? Đây, chúng ta hãy giải thích đây. Tại vì nó luôn luôn tồn tại cái điện áp ở trên hai đầu tải, em hiểu không nhỉ? Đây, ví dụ là đến đây vị trí này đó dòng điện nó chưa về không thì đã có một cái điện áp dương đặt lên hai đầu tải rồi, cho nên là dòng điện nó sẽ không về không được, nó luôn luôn nó sẽ đến không, em hiểu không nhỉ? Nên dòng ở đây nó luôn luôn nó sẽ có dạng dòng liên tục, được chưa? Các này, đây ví dụ ở cái vị trí này điện áp nó về không rồi thì dòng điện nó chưa về không, đúng nhỉ? Dòng điện nó chưa về không, nhưng mà ngay khi mà điện áp về không thì nó lại được một cái điện áp mới đặt lên trên hai đầu tải, điện áp dương đặt lên hai đầu tải, cho nên là lại dòng nó lại bắt đầu gì, bắt đầu tăng ngược trở lại nữa, đúng không? Cho nên là dòng nó sẽ luôn luôn lớn hơn không, đúng không? Tại vì là gì, cái chỉnh như một pha một nửa chu kỳ kìa, nó chỉ lấy được một nửa chu kỳ đầu thôi, còn nửa chu kỳ sau bằng không hết, nên nó có góc tắt dòng. Còn đối với chỉnh lưu một pha hình cầu này này, một pha hai nửa chu kỳ này, thì nó không, điện áp nó luôn luôn đặt ở trên hai đầu tải, nó chỉ có duy nhất tại điểm bằng không thôi, thế nên là dòng điện nó cũng sẽ luôn luôn tồn tại ở trên tải và nó không có dòng gián đoạn, nó luôn luôn là dòng liên tục lớn hơn không, đúng nhỉ? Và chúng ta thấy rằng là điện áp ở trên hai đầu mạch UD nó sẽ bằng U2 trong cái đoạn từ 0 đến pi bằng RID cộng với RDD trên DT chuyển sang, thì chúng ta sẽ tìm được cái dạng phương trình vi phân của chúng ta với cái điều kiện ban đầu là ID0 bằng với IDB nha. Đây, ID tại cái thời điểm 0 bằng ID tại thời điểm pi, đây tại hai cái thời điểm này bằng nhau, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái nghiệm riêng của nó, nghiệm riêng của nó như thế này, đúng chưa? Nghiệm riêng của nó như thế này, trong đó góc phi nó bằng arc tan q, q bằng omega r chia r. Đây, cái phương trình dòng tải nó như này rồi. Và khi mà chúng ta đã có phương trình dòng tải rồi thì chúng ta sẽ tính được giá trị trung bình và điện áp trung bình thôi, điện áp trung bình và dòng trung bình thôi đấy. Và tương tự các em có thể tính được cái dòng hiệu dụng và điện áp hiệu dụng nha. À, rất là đơn giản, chúng ta một khi mà chúng ta biết được cái phương trình dòng và phương trình điện áp rồi thì những cái công thức còn lại chúng ta tự tính được hết, nên chúng ta phải tính toán được nó. Và các em lưu ý chúng ta đọc cái ví dụ này nha, đọc cái ví dụ này để hiểu biết hơn về cái phương trình. Đọc cái ví dụ số 3 là chỉnh lưu một pha hai đường chu kỳ tại RN, yêu cầu các em đọc và xem cái công thức nào các em không hiểu thì các em có thể trao đổi với tôi. Lưu ý là tôi dành thời gian cho các em đọc và viết và làm để trao đổi, tại vì tôi không chữa ở trên bảng được, cho nên chúng ta bắt buộc phải tự đọc.
và trao đổi tôi trên lớp để các em hiểu biết hơn, đến lúc ra đề thi hoặc làm bài thi mà các em không không lại bảo thầy không chữa, tôi không thể chữa được, công thức nó nhiều thế này không thể chữa được, tôi viết viết kiểu gì cũng không biết được, bắt buộc các em phải đọc và trao đổi với tôi đấy. Mà tôi cũng viết ra rất là chi tiết như thế này rồi, không có chỗ nào mà không chi tiết, để trừ cái chỗ tính toán thì tôi bấm máy tính tôi đưa ra công ra giá trị luôn thôi. Và bây giờ các em phải đọc và các em hiểu và trao đổi với tôi cái chỗ nào các em thấy chưa đúng và các em thấy không hiểu thì các em sẽ trao đổi với tôi.
bài rất là khó và các bạn phải tập trung vào cái bài này rất là khó, tôi nghĩ là cái bài này rất là khó, ta cố gắng đọc và hiểu.
Bạn nào thắc mắc về gì về cái bài này không nhỉ? Rất là chi tiết, tôi giải ở đây rồi. Chúng ta có thể về xem lại và có gì thắc mắc thì các bạn có thể để trao đổi với tôi. Ở đây là có cái trường hợp đặc biệt là khi mà n bằng vô cùng, tức là cái điện áp ở phía cái quận cảm của cái tải có giá trị vô cùng, thì cái dòng điện nó bị đảo phẳng. Này, cái dòng điện của chúng ta, dòng điện này nó sẽ không nhấp nhô này nữa mà nó sẽ bị đảo phẳng. Và lưu ý một điều là các em nhớ là tại sao nó bị đảo phẳng, tại vì là gì, khi mà n bằng vô cùng thì cái dòng điện I nó sẽ bằng U chia cho R bình phương cộng omega R bình phương. Thì L vô cùng thì cái đấy nó sẽ bằng bằng vô cùng. Cái mẫu bằng vô cùng thì cái tử nó chia cho một số bằng vô cùng thì cái nó sẽ bằng không, cái phân số nó sẽ bằng không. Và tất cả những cái dòng dòng có tần số, tức là dòng có tần số thì nó mới ảnh hưởng đến với N mà, thì nó sẽ bằng không hết. Còn duy nhất còn lại cái dòng trung bình, dòng trung bình là dòng có tần số bằng không, cho nên là N không bị ảnh hưởng, thì nó sẽ còn tồn tại khi mà n bằng vô cùng. Thì lúc đó thì cái dòng của chúng ta nó sẽ bị đảo phẳng và có giá trị bằng đúng cái dòng trung bình. Đấy. Và lưu ý rằng là n bằng vô cùng trong thực tế thì nó chỉ cần đến 1 đến 2 mili là nó sẽ được coi bằng vô cùng. Về lý thuyết thì bằng vô cùng, là thực tế là chỉ cần 1 đến 2 mili thôi. Thì khi mà dòng điện nó bị đảo phẳng như thế này, ID bằng ID lớn này, thì chúng ta thấy là UD chúng ta nó vẫn giống như bình thường, nó bằng căn 2, 2 căn 2 của 2 chia cho pi. Còn ID nó bằng UD chia R bằng 2 căn 2 của 2 chia cho PR. Và lúc đó là những cái dòng điện mà chảy qua diode D1, D2 thì nó cũng là được biểu diễn dưới dạng đường thẳng. Đúng chưa? Dòng đi dòng phía tải đây, em nhìn cái dòng phòng dòng phía nguồn đây, nó là dòng xoay chiều. Đúng chưa? Dòng xoay chiều và hình xung. Này, dòng xoay chiều hình xung. Ở nửa chu kỳ đầu từ 0 đến pi bằng ID, còn nửa chu kỳ sau nó bằng trừ ID đấy. Đúng chưa? Và các em đề nghị các em đọc cho tôi cái bài này. Tại L khi L bằng vô cùng có giá trị vô cùng lớn, và các em đọc cái bài này. Và các em so sánh với cái trường hợp mà N có giá trị xác định đây, L 50 mili. Còn đây là chúng ta cho L bằng vô cùng. Đây, N bằng vô cùng này. Đúng chưa? Và các em đọc cái bài này cho tôi.
Rồi chúng ta đọc kỹ cái bài này thì nó cũng đơn giản thôi. Và lưu ý rằng các em đấy là giá trị hiệu dụng của nguồn điện đấy, giá trị hiệu dụng của cái nguồn chính bằng dòng trung bình phía tải. Đây, IRMS bằng ID. Ở đây chúng ta tiếp tục sang cái chỉnh như khi to một pha hai nửa chu kỳ tại LN. Đây tôi đã phân để bạn nào làm chưa nhỉ? Chỉnh như khi to. Mô phỏng các bạn sẽ thấy là cái kết quả giống hệt tại cái kết quả tôi lấy từ mô phỏng mà thôi. Đấy là chúng ta đã xong được tầm 30 bạn đã có được bài tập lớn rồi, và những cái bạn này nên làm sớm đi để chúng ta nộp bài sớm cho tôi. Và lưu ý là cái bài chỉnh lưu dung file được chu kỳ tải rồi, rồi các bạn phải làm trường hợp L bằng vô cùng nữa nha, phải làm thêm cái trường hợp L bằng vô cùng nữa. L bằng vô cùng khi mà mô phỏng các em chỉ cần lấy L tầm 1 2 mili hen thôi, một hen thôi, 1 đến 2 hen thì nó đã coi là vô cùng trong thực tế rồi. Ở đây chúng ta tiếp tục cái phân tích cái trường hợp là chỉnh lưu khi to một pha hai nửa chu kỳ hình cầu nha. Thì ở đây chúng ta thấy là cái rắc rối của cái chỉnh lưu khi to một pha nửa chu kỳ hình cầu là nó có góc mở alpha. Góc mở alpha không trong trường hợp chỉnh lưu iốt thì luôn luôn có điện áp tải đặt ở trên hai đầu tải. Cả điện áp mà trên hai đầu tải luôn lớn hơn hoặc bằng không, nhưng mà tại vì chúng ta sử dụng chỉnh lưu thi to cho nên nó có một khoảng bằng không. Đây chính nghĩa là nếu mà diode thì ở đây nó bắt đầu là có điện áp ở trên hai đầu tải, nhưng mà tại vì chỉnh lưu thi to cho nên phải chờ góc mở alpha thì mới bắt đầu có điện áp ở trên hai đầu tải, tức là phát trung điều khiển vào cái vị trí nào tại cái góc mở alpha nào thì bắt đầu mới có xung điều khiển, mới diode thi to mới mới dẫn được, cho nên là mới có điện áp ở trên hai đầu tải được, cho nên nó có một cái đoạn điện áp bằng không. Đấy, cái đoạn điện áp bằng không này nó sẽ quyết định được là gì, nó quyết định rằng điện áp dòng điện chảy qua tải nó là liên tục hay gián đoạn hay là tới hạn. Nó có ba cái trường hợp như thế. Thì nên tôi lấy hai cái trường hợp là trường hợp chỉnh lưu thi to một pha hình tia và chỉnh lưu thi to một pha hình cầu. Đây nó giống hệt nhau, đây nó chỉ khác nhau về cái điện áp ngược đặt trên hai đầu thi to thôi. Và đây tôi lấy là trường hợp về trường hợp gián đoạn, tức là góc beta này, góc beta này nó nằm giữa thì từ pi đến alpha này, đúng chưa, từ pi đến góc mở alpha, pi cũng alpha, từ pi đến pi cũng alpha, tất cả nó tồn tại một cái đoạn dòng điện bằng không. Đây em gì đây, cái trường hợp này là trường hợp mà q nhỏ, tức là l nó nhỏ, l chia r nó nhỏ, l chia r nó nhỏ thì nó làm cho gì, cái năng lượng tích trữ trên cuộn cảm nó ít, thì lúc là nó góc mở alpha tức là chưa kịp phát xung vào mở thi to tại góc mở alpha thì dòng điện cái năng lượng tích trữ ở trong cuộn cảm nó đã phóng hết và làm cho chúng ta có một đoạn dòng bằng không này. Và cái trường hợp Q nhỏ này thì chúng ta có thể viết cái phương trình dòng ID như thế này. Đây. Và rõ ràng dòng điện trung bình qua tải đây nó phụ thuộc vào góc mở beta. Beta là góc tắt dòng này, phương trình dòng điện nó phụ thuộc góc beta này. Và lúc đó thì chúng ta thấy là gì, chúng ta có là
cái bài toán tìm góc cắt dòng beta, và bài toán tìm góc cắt dòng beta này được tính khi chúng ta thay beta ở đây thì id beta bằng 0, và chúng ta sẽ tìm ra được cái góc cắt dòng beta giữa ở cái phương trình sư viết là sin beta trừ đi phi trừ đi e trừ đi beta trừ alpha chia quy nhân với sin alpha trừ phi bằng 0, và chúng ta sẽ tìm được góc beta đấy. Và rõ ràng cái phương trình này là phương trình siêu việt, chúng ta sẽ không thể giải được bằng tay, mà chúng ta phải giải gì, giải bằng máy tính. Cái trường hợp thứ hai là cộng cảm r lớn. Cộng cảm r lớn thì nó sẽ cho phép được cái chỉnh như đi đo một file rồi chu kỳ tại r, nó làm việc ở chế độ liên tục. Chế độ liên tục là dòng điện nó luôn lớn không đấy, dòng điện nó luôn lớn không đây đấy. Vậy thì ở cái chế độ liên tục này thì rõ ràng chúng ta có điều kiện biên là id alpha bằng id tại thời điểm alpha cộng pi, và chúng ta sẽ giải ra được cái phương trình nghiệm riêng dòng id như thế này. Đấy, dòng id như thế này, và cái góc chi là tôi ký hiệu bằng alpha cộng pi trên 2. Thì điều kiện để có chế độ dòng liên tục là góc mở alpha phải nhỏ hơn phi đấy, phi ở đây bằng arc tan đây, cái góc phi đây, thì các em lưu ý nó bằng arc tan quy nha, góc phi bằng arc tan quy, tôi biết là chúng ta biết góc phi này bằng arc tan quy, quy bằng omega r chia cho r, và lúc đó là chúng ta thấy là các em phải nhớ cái điều kiện của nó nha. Điều kiện để có chế độ liên tục là góc mở alpha phải nhỏ hơn phi, và điện áp trung bình id chúng ta có ud, chúng ta tính được phương trình ud rồi thì chúng ta tính được giá trị trung bình của nó bằng 2 căn 2 u2 chia phi cos alpha. Trường hợp quy vô cùng lớn tức là r bằng vô cùng lớn thì dòng điện trong mạch bị đảo phẳng, thì lúc đó là id nó sẽ bằng ud chia r, và điện áp ở trên hai đầu tải nó bằng 2 căn 2 u2 chia phi nhân với cos alpha, nó giống hệt cái chế độ dòng liên tục thôi, không khác gì cả. Và lưu ý là cái bài toán này nó rất là phức tạp, cho nên là tôi chỉ giới thiệu thôi, và các em về các em phải nghiên cứu nha, phải nghiên cứu, tự nghiên cứu đó. Thì ở đây là tôi đề nghị một nhóm các bạn làm nghiên cứu về cái này. Cái bài này rất là khó, cho nên tôi đề nghị một nhóm mà chỉ lưu ý to. Tôi đã làm báo cáo khoảng 2-3 trang giấy thôi, không nhiều đặng gì, cho chúng ta phải cố gắng hai nữa. Bạn này chúng ta sẽ có được đề tài hết đấy. Cái vấn đề ở đây là chỉnh lưu phi to nó khác với cái chỉnh lưu iốt, thì chỉnh lưu iốt nó luôn có điện áp đặt trên hai đầu tải, còn chỉnh lưu phi to nó có một đoạn đấy là để chờ phát trung điều khiển của cực điều khiển của phi to, thì phi to dẫn đấy thì nó có một đoạn điện áp, một đoạn nó bằng không đấy. Thì chúng ta lưu ý rằng là lúc đó là chúng ta sẽ phân biệt ra là một đoạn lúc ấy thi to là không dẫn, chứ có một đoạn mà thi to là không dẫn, và lúc ấy thì chúng ta sẽ lưu ý rằng nó sẽ có phân ra rằng chế độ liên tục và chế độ gián đoạn cho cái góc mở alpha. Rồi chúng ta bây giờ hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút nhỉ, tại vì là chúng ta học chưa nghỉ. Hôm nay tôi sẽ nghỉ tại vì tôi muốn để cái tải RE này sang ấy, chứ bây giờ tôi giảm cái tải RE này chúng ta lại ấy quá này. Đó, ok.